xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 1 năm 2020. Thế nhưng hơn 200 hộ dân 4 thôn vùng cao, Xà Phìn, Mào Phìn, Nậm Tẹ và Nà Màu vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông Lý Văn Toàn phải sử dụng thiết bị điện mini bằng nước ở trên núi cao chảy về. Dù mất nhiều công sức dẫn nước từ trên núi về, nhưng công suất điện cũng chỉ để thắp sáng và nhiều khi vẫn phải dùng đèn dầu và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dùng điện nước thì lắm lúc trời mưa nên chấm xét thì phải đi tắt. Lắm lúc thì lại hỏng hóc thì sửa rất khó khăn. Mà dùng cái tháp cái đèn dầu này rất nguy hiểm. Các cháu trẻ em nó nghịch mẹ sửa nó đổ phát thì mình nó cháy mình cái nhà cọ mình rất là nguy hiểm, nó vì sửa sửa phát mình sửa cháy nhà. Hơn 30% hộ dân tại thôn Xà Phìn sử dụng điện nước. Một số hộ khá giả hơn thì tự kéo điện lưới từ các bản khác về chia cho các hộ khác. Trung bình thì 5 đến 7 hộ chung nhau một đường điện. Việc thiếu điện ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con. Hiện tại là phải dùng điện nước thì rất khó khăn cho cái phát triển kinh tế. Ví dụ như là không thể dùng để xay sát này, với lại tủ lạnh các kiểu đồ dùng sinh hoạt trong gia đình rất là khó khăn. Cũng là mong muốn nhà nước kéo điện cho bà con để bà con phát triển kinh tế và đời sống nó sẽ đỡ vất vả hơn ạ. Điểm trường là phải mắc nhờ bên nhà dân sang, vì thực tế là điểm trường thì cũng chưa có điện. Không có điện thì rất là bất tiện, ví dụ như trời mùa hè thì là quạt thì không đủ mát cho các con, còn về cô giáo ấy thì về máy móc, loa thì nhiều khi cũng bị ảnh hưởng vì là điện chập chờn, không đầy đủ. Tình trạng thiếu điện diễn ra nhiều năm, người dân đã kiến nghị lên cấp trên và qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần hứa hẹn đóng điện cho người dân. Nói chung là bản thân tôi thì trong quá trình 2-3 năm nay, thì toàn bộ đại biểu quốc hội, đại biểu tỉnh, hội đồng nhân tỉnh, huyện đến tiếp xúc cử tri tại xã thì bản thân tôi cũng đã kiến nghị rất nhiều. Sau khi kiến nghị thì có đồng chí chủ tịch hội đồng nhân tỉnh thì có trả lời là bây giờ tỉnh đang khó khăn, chưa có tiền, thì sau khi nào mà có tiền thì tỉnh sẽ đóng cho đóng điện cho dân. Đường điện đã kéo, còn trạm biến áp xây dựng ngay trước cửa nhà. Nhưng từ 2 năm nay, gia đình chị Triệu Mùi Pham, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình chưa một lần được dùng. Thắp sáng phải dùng điện nước, còn sản xuất kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào máy nổ. Vào chính vụ làm chè, gia đình chị phải chi ra từ 8 đến 10 triệu đồng tiền xăng để chạy máy nổ. Muốn mở rộng sản xuất cũng không được do chi phí xăng dầu cao gấp 5 lần so với dùng điện lưới. Nói chung là rất khó khăn bởi vì không có điện này, mình làm chè cũng vất vả lắm. Đêm, bởi vì như hôm nay chẳng hạn mưa được 1-2 tấn chè, trưa phải làm đến tầm nửa đêm 1-2 giờ mới xong. Rất vất vả, chỉ mong sao có điện lưới để làm chè. Năm 2019, Ban Quản lý Đầu tư Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư 2 công trình điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của hơn 300 hộ dân tại 4 thôn nhằm giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo. Đến nay công trình dù đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được bàn giao, khiến người dân mỏi mòn mong đợi. Nếu mà kêu nhiều thì thấy 2-3 tháng thì vào lắp công tơ, xong đầu là thấy im lặng. Xong đầu là có kiến nghị, lại thấy cái đội thi công lại vào là thăm xong phát đường, thế nó chẳng bao giờ là bảo là hứa với dân hay vào cuộc họp nào bảo là thôi thì hứa bảo là năm nay hay là tháng nào hay là cuối năm hay nào để thắp sáng, nhưng mà đây thì cũng báo cáo với các anh là không thấy đơn vị mà hứa với dân. Dân thì cứ kêu chúng tôi thôi. Có điện đồng nghĩa với việc thắp lên hy vọng đổi thay ở những thôn bản vùng xa của Hà Giang. Người dân sẽ được tiếp cận với những kinh nghiệm sản xuất, tiến bộ khoa học công nghệ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đối với 43 hộ đồng bào dân tộc Pà Thèn, thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình lại không được hưởng nguồn lợi này. Đây là một trong những dân tộc dưới 10.000 người được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Mặc dù dự án đã thực hiện, nhưng điện chưa được đóng. Cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng khi ánh sáng điện chưa về tới bản làng. Theo cái chương trình 2086 về nghị quyết của chính phủ ấy, thì đưa hướng về cho người dân
dân tộc rất ít người, đối với cụ thể là dân tộc Bà Thẻn ở đây, thì nhà nước đã hỗ trợ như vậy, thì cũng mong là công trình đã đến toàn thể bà con, nhưng hiện nay là còn đang còn dở dang về một số cái công trình như là điện, hiện tại là đường điện, và thì bà con chưa được thụ hưởng, thì tôi cũng kính mong các cấp trên đề nghị xem là để hướng tới cho bà con để có điện càng sớm càng tốt. Tương tự như vậy, tại huyện Hoàng Su Phì có 25 công trình do Ban Quản lý huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Dù đã thi công xong nhưng có tới 22 công trình chưa đóng điện. Mặc dù đã được chính quyền quan tâm, song đến nay người dân của hai thôn vẫn chưa được sử dụng điện lưới để sinh hoạt dù đơn vị thi công đã nhiều lần hứa hẹn. Họ bảo là cuối năm, lúc năm ngoái cũng bảo cuối năm là sẽ có điện, nhưng mà năm nay cũng sẽ chuẩn bị đến cuối năm rồi cũng chả có điện, nhưng mà chả biết thế nào, chúng chẳng hiểu. Đấy, năm nào cũng như năm đấy thì chịu, chả biết lúc nào mới thắp cho bà con đây. Theo tìm hiểu, hầu hết các tiểu dự án cấp điện nông thôn chưa được bàn giao trên địa bàn tỉnh Hà Giang thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn miền núi, hải đảo giai đoạn 2016-2020, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Các dự án này gồm 232 điểm đầu công trình cấp điện cho 298 thôn bản của 10 huyện thị. Tại quyết định số 381 ngày 5 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án giao cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Công nghiệp và Dân dụng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều công trình đã thi công xong nhưng chưa bàn giao được cho ngành điện quản lý và đóng điện. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do chất lượng công trình. Các chỉ số đo tiếp địa, kỹ thuật chống sét và hệ thống xà xứ hầu như không bảo đảm. Đồng thời, các công trình đều chưa có sổ bàn giao thu hồi đất ở các chân cột. Theo quy trình ấy, anh thấy cái chỗ này nó là cái dây tiếp điện này nó phải được luồn bằng ống nhựa. Thứ hai là cái ốc nối này nó phải vặn chặt, nên bây giờ không vặn bằng tay được, không biết là chỗ này sơ suất kiểu nào. Bên công trình thi công nó làm như thế nào, nên bây giờ chưa biết có nghiệm thu hay chưa. Nếu mà nghiệm thu làm như thế này thì quản lý là cái tiếp đất này thì không đảm bảo an toàn. Có những công trình trên 1 tỷ, có những công trình trên 2 tỷ và có những công trình trên dưới 3 tỷ. Đấy, nó không lớn nhưng mà nó ở cái địa hình rất là khó khăn, đồi núi và ruộng nương. Đấy, chính vì vậy thì cái việc mà phát tuyến rồi khi thi công xong mà chưa được đóng điện ấy, thì đến khi mà điện lực vào tỉnh vào để nghiệm thu kỹ thuật ấy, thì lại phải phát tuyến lại. Đấy, chính vì vậy là nó cũng khó khăn trong cái công tác bàn giao. Các dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương được chia thành 3 tiểu dự án. Cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện lưới quốc gia, giai đoạn 1, từ 2014 đến 2015, có tổng mức đầu tư là 146 tỷ đồng. Tiểu dự án cấp điện quốc gia nông thôn, giai đoạn 2, từ 2018 đến 2020, nguồn vốn do EU tài trợ, tổng mức vốn đầu tư là 141 tỷ đồng, bao gồm 25 đầu điểm công trình, trong đó chủ đầu tư các dự án là Ban Quản lý Đầu tư Công trình Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Giang thực hiện 22 đầu điểm công trình, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê thực hiện 3 công trình, tiểu dự án 3 do Ủy ban nhân dân 10 huyện thị làm chủ đầu tư. Các công trình này nhiều hạn chế đã được bộc lộ, như hồ sơ thất lạc, đơn vị thi công giải thể, chưa có hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng và chất lượng một số công trình không bảo đảm. Công trình thì hoàn thành, nhưng để mà làm hoàn thận các cái thủ tục bàn giao được cho công ty điện thì báo cáo ông chí là cũng còn gặp những cái vướng mắc. Này thì đã được có văn bản của công ty điện đã phối hợp với chúng tôi để tiếp tục thực hiện trong thời gian sớm nhất. Thời gian mà kéo dài các công trình điện trên địa bàn tỉnh chủ yếu là vấn đề sửa sai các khiếm khuyết trong quá trình chủ đầu tư phối hợp công ty điện lực Hà Giang cũng như đơn vị thi công đi nghiệm thu và chỉ ra những cái tồn tại bất cập, chưa đủ điều kiện kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật để đóng điện. Thì báo cáo đồng chí là cái việc mà sửa sai giữa chủ đầu tư các đơn vị thi công thì kéo thời gian này nghĩ rất là dài, có những công trình tháng, có công trình đến nửa năm.
Dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan, việc chậm trễ trong công tác bàn giao các công trình điện không chỉ làm cho các công trình hư hỏng, xuống cấp, mà còn khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu tiếp tục gặp khó khăn, gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước. Do đó, các cấp chính quyền tỉnh, huyện cần vào cuộc quyết liệt hơn để người dân sớm được hưởng lợi. Vấn đề đóng điện để cho bà con nhân dân thì cũng qua tiếp xúc và phản ánh của bà con nhân dân thì chúng tôi cũng đã nắm được, và nữa chúng tôi sẽ chỉ đạo thêm các cơ quan chuyên môn đối với lại huyện sẽ tham mưu là tới đây, thứ nhất là liên quan đến công tác bồi thường, thứ hai nữa là liên quan đến kỹ thuật đấy, cái này thì chúng tôi sẽ chỉ đạo thêm đối với lại cơ quan chuyên môn, thứ nhất là đối với lại là phòng tài nguyên môi trường, hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, phòng kinh tế hạ tầng và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện cùng phối hợp với điện lực để làm sao kiểm tra lại cái nội dung này để làm sao là sớm nhất cho bà con được sử dụng điện lưới quốc gia. Mục tiêu cao nhất của các công trình điện là phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng thời đây cũng là những công trình phúc lợi mà Đảng, Nhà nước đầu tư cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Do đó chính quyền tỉnh Hà Giang cần sớm tháo gỡ những khó khăn để giải quyết tình trạng trên vì lợi ích chung của nhân dân. Energy Observer là tên con tàu hydrogen đầu tiên được tự hành và không phát thải, vừa là phương tiện vận động, vừa là phòng thí nghiệm cho quá trình chuyển đổi sinh thái. Được nâng cấp từ một con tàu hai thân huyền thoại, từng là chiếc thuyền buồm chiến thắng cuộc đua vòng quanh thế giới cùng với Sir Peter Blake, Energy Observer là một phòng thí nghiệm chuyển đổi sinh thái được thiết kế để thúc đẩy các giới hạn của công nghệ không phát thải. Năng lượng hydro, mặt trời, gió, thủy triều đã được thử nghiệm và tối ưu hóa ở trên tàu nhằm biến thành năng lượng sạch. Các tấm pin năng lượng mặt trời bao phủ quanh bởi 202m² diện tích của con tàu, đủ để tạo ra 120kWh điện mỗi ngày. Kể cả những tấm pin hướng xuống dưới này cũng có thể thu năng lượng từ mặt trời được phản xạ dưới nước. Tất cả nguồn năng lượng đó được lưu trữ, sau đó cung cấp năng lượng cho các hoạt động trên tàu. Một ngày như hôm nay thì chúng tôi neo đậu và không có hoạt động điều hướng tiêu thụ điện. Vì vậy đang tạo ra quá nhiều năng lượng, nên đến trưa thì pin năng lượng mặt trời đã đầy và tất cả năng lượng của buổi chiều có thể bị lãng phí. Cho nên thay vì lãng phí, chúng tôi sẽ biến năng lượng dư thừa thành năng lượng hydro. Khi không có năng lượng mặt trời, tàu có thể khai thác năng lượng từ các pin lưu trữ hydro đó, hoặc cũng có thể khai thác năng lượng gió thông qua hệ thống cánh buồm khổng lồ này. Phần lớn thời gian hoạt động của con tàu là ở chế độ kết hợp, một nửa tạo ra từ động cơ và một nửa tạo ra từ gió. Được chế tạo và thiết kế bởi nhiều kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên gia hàng hải, con tàu không chỉ có hiệu suất đáng kinh ngạc mà còn hoàn toàn tự động trong việc tái tạo năng lượng sử dụng. Sức gió tự nhiên và hydro phân tách khử carbon từ nước biển dùng để vận hành là những đặc trưng độc đáo của con tàu, biến nó trở thành con tàu chạy năng lượng từ hydro đầu tiên trên thế giới. Các loại năng lượng này cũng không gây ô nhiễm môi trường và không hề đắt đỏ. Energy Observer sẽ đi qua 50 nước và dừng chân ở 101 địa điểm khác nhau với mục tiêu tìm ra những biện pháp hữu dụng nhất đối phó với các vấn đề môi trường hiện nay. Nó không chỉ là một con tàu đơn thuần mà còn đóng vai trò như một hình mẫu truyền thông sáng tạo cổ vũ cho công cuộc bảo vệ môi trường sống trên trái đất. Nó nắm trong tay hai nhiệm vụ, thử nghiệm công nghệ năng lượng ở môi trường thực nghiệm cũng như trong các hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, đồng thời thám hiểm vòng quanh thế giới, khám phá thêm nhiều khía cạnh, cổ vũ gìn giữ môi trường.